dưới tóc nhẹ liền ha. Lần sau thì bạn cắt em chỉ cắt trước cái máy với lại cái sọc sọc bằng khoái tình tình á đều quá bụng đều không buồn quá biết làm nhưng mà ra ngoài như không ai cắt được theo ý mình tự sự luôn. Bây giờ nhìn lâu dám đụng tới không cái máy đụng đụng cái này sao biết mà ngầu ngầu anh này chắc được nhưng mà em đã cắt rồi anh còn cắt gì nữa tại để tóc ngang phải không thì cắt gần nhà nó dễ hơn chặt lên đằng sau quá dễ cắt à, còn ví dụ em cắt layer á thì em mới sẵn làm tóc chạy lên mình cắt layer luôn thì ok đó một công đâu ba chuyện lần đi lần khó gì đó một lần em đi rất là khổ anh nói không em phải thép tới thép luôn cho anh thì cũng mệt luôn nhiều khi em sợ anh cũng quải luôn thật sự không có muốn mà giờ tới giờ lui phải không mà nó xảy ra chuyện chờ nha em mới vô bệnh viện cái em chới giới luôn nó mới nhập viện sáng đó bởi vậy giờ em không biết làm sao luôn tại vì sắp xếp cái ngày hẹn với anh rồi đâu phải dễ đâu em cũng phải sắp xếp nhiều công việc hết dồn vô em mới đi được
chứ không phải người rảnh rang. Còn là nội trợ thôi chứ không có làm ăn gì. Kệ đi, cố gắng thôi. Thì đó. Cứ năm gặp một lần rồi được rồi. Dỗi đó. Cố gắng.